Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay áp thấp nhiệt đới ở khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 1 năm 2023, tên quốc tế là Ta Lim. Vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 880 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10. Đến 13 giờ ngày mai, bão số 1 sẽ ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 570 km về phía đông đông nam, di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Khoảng 13 giờ ngày 17 tháng 7, bão ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 200 km về phía đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét.